đôi khi mùi của chính mình không nhận ra được. Wake up and glow up. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tút tát lại bản thân mình, chăm chút cho bản thân từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, để có thể tự tin hơn cho mùa back to school sắp tới. Và thậm chí là các bạn không đi học đi chăng nữa thì Sun nghĩ là mọi cô gái đều thích làm đẹp đúng không? Như là về quần áo này, về skincare, về makeup, rồi là về ăn uống, về tập luyện này. Rồi Sun cũng sẽ chia sẻ một vài cuốn sách hay nữa. Điều đầu tiên mà Sun muốn các bạn phải bắt đầu ngay ngày hôm nay đó chính là việc tập luyện. Lý do vì sao mà mỡ bụng lại nhiều như vậy? Chúng ta phải xem thử là cái hoạt động hàng ngày của chúng ta như thế nào. Thật ra thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu với việc đi bộ hàng ngày ở xung quanh cái khu nhà của chúng ta đó. Vừa có thể thư giãn, vừa có thể ngắm nhìn đất trời, hòa mình vào thiên nhiên một chút. Nó sẽ đưa đến một cái cảm giác tâm hồn nó thư thái hơn, thoải mái hơn. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn muốn cơ thể nó fit hơn, nó vừa vặn, cơ thể săn chắc hơn ý, thì phải tập những cái bài tập mà nó mạnh hơn. Có bài tập rất là đơn giản mà mình nghĩ là tất cả mọi người đều có thể làm được, đấy chính là tập plank và tập squat. Thì tập plank nó sẽ giúp cho chúng ta tập cơ bụng, bụng của chúng ta nó sẽ thon gọn hơn theo thời gian. Còn squat thì nó sẽ vừa tập đùi và tập mông, có một chút bụng nữa. Và một cái tip của Sun nữa đấy chính là tại vì chúng ta ngồi quá nhiều và đôi khi ngồi không đúng tư thế thì chúng ta sẽ bị gù. Nếu như các bạn gặp phải trường hợp như vậy thì lời khuyên của Sun là chúng ta nên dành khoảng 15 phút mỗi ngày để có thể đứng dựa sát vào tường. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể giúp cho cái lưng của chúng ta nó thẳng hơn. Mình tin chắc là cơ thể của bạn sẽ có rất là nhiều sự thay đổi sau khi các bạn dành ra ít nhất là 30 phút một ngày để tập luyện. Việc ăn uống cũng rất là quan trọng. Các bạn hãy tưởng tượng lại từng cái thớ thịt, từng tế bào của chúng ta là do thức ăn chúng ta ăn hàng ngày làm nên. Bản thân Sun thì vẫn duy trì những thói quen ăn uống lành mạnh như Sun đã từng chia sẻ trong video thói quen sống lành mạnh rồi. Đó là ăn 80% no. Mỗi bữa ăn mình sẽ không ăn quá no. Thứ hai, đấy chính là tăng cái khẩu phần từ thực vật mà chúng ta ăn trong một bữa ăn. Nghĩa là ăn nhiều rau hơn, ăn nhiều hoa quả hơn. Nếu như các bạn không thể nào mà không ăn thịt được ấy, thì các bạn nên hạn chế ăn thịt đỏ. Chúng ta có thể bổ sung hải sản hoặc là thịt trắng. Một tip cực kỳ quan trọng nữa, đấy chính là việc thay đổi thói quen ăn vặt các bạn nha. Mình biết là ở lứa tuổi của chúng ta còn trẻ, chúng ta thích ăn vặt lắm luôn ấy. Bánh tráng trộn này, rồi trà sữa, rồi gà rán, xúc xích rán, rất là nhiều những món ăn mà các bạn biết là những món đấy ăn nhiều thì nó không tốt lắm, đúng không nào? Ở trên tay Sun đây là hai quả bơ. Sun sẽ chuẩn bị là một món ăn vặt mà Sun rất là thích, đấy chính là sữa chua bơ. Cũng đơn giản thôi, chỉ cần sữa chua này và bơ thôi. Và đây cũng là mùa bơ luôn. Một điều rất là quan trọng trong việc ăn uống đấy chính là hãy cố gắng để ăn theo mùa. Hoa quả hay là rau xanh mà chúng ta ăn theo mùa ấy, nó vừa tốt hơn, vừa dinh dưỡng hơn và vừa ngon hơn ha. Tiếp theo là phần mà Sun nghĩ là tất cả mọi cô gái đều quan tâm, đấy chính là skincare. Làm thế nào để có một làn da mềm mại như cánh hoa này? Trời ơi, tất cả mọi người đều mong ước một làn da trông nó hồng hào, căng mịn, đều màu, lộ chân lông nhỏ. Nhưng mà trước khi có một làn da mềm mịn, hồng hào, đều màu thì chúng ta cần phải có một làn da sạch mụn trước. Ngày hôm nay thì Sun đồng hành cùng với Sunmami để chia sẻ đến các bạn bộ sản phẩm giúp giảm mụn và phục hồi cho da nhạy cảm. Ở đây Sun có bộ sản phẩm toner và serum Red Tea Tree Sisasosai. Cả hai sản phẩm này thì đều có thành phần chính là Red Tea Tree, nó là tràm trà đỏ, có khả năng chống viêm, kháng khuẩn và giúp làm dịu làn da nhạy cảm. Ngoài ra thì còn có Sisasosai là một chiết xuất từ rau má đấy các bạn, có khả năng kháng viêm và như kiểu là làm dịu lại cái làn da của chúng ta khi mà nó bị kích ứng hay là tổn thương. Ngoài ra thì sản phẩm cũng có PHA giúp loại bỏ các tế bào chết nhẹ nhàng. Và Sun thấy là trong bản thành phần thì nó còn có niacinamide, nó có khả năng kiểm soát dầu, ngăn ngừa mụn và có khả năng cải thiện những cái đốm thâm mụn. Thường thì các bạn da dầu mụn đấy, các bạn rất là lo sợ với những loại serum hay là kem dưỡng dày đúng không? Thì mình nghĩ là em này cực kỳ thích hợp luôn. Bôi lên một chút là nó đã khô ngay rồi, nó không có cái cảm giác khó chịu, nhờn, rít ở trên da đó.
Thường bản thân mình chăm sóc da ấy, thì mình sẽ sử dụng những sản phẩm mà từ lỏng cho đến đặc. Nghĩa là cái gì mà nó lỏng hơn, nó mỏng hơn, kết cấu nhẹ hơn thì mình sẽ bôi trước. Sau đấy thì mình mới sử dụng những sản phẩm mà nó đặc hơn. Thì đấy là một cái gợi ý của Sun. Trước hết là chúng ta phải có một làn da mà nó sạch sẽ mụn trước. Sau đấy thì chúng ta mới dễ dàng hơn để có thể chăm sóc cho da, như kiểu là làm cho da điều màu hơn này, làm cho da sáng hơn này. Và đương nhiên là kết hợp với cả thói quen tập luyện và thói quen ăn uống nữa. Và với Sun ấy, khi mà chúng ta có một cái làn da đẹp ấy, thực sự chúng ta sẽ tự tin hơn rất là nhiều, kể cả khi mà chúng ta đi mặt mộc. Bây giờ thì mình dự định sẽ làm một cái hỗn hợp để tắm. Thì đây là một hỗn hợp mà nó sẽ giúp da sáng hơn á. Thì đây là một quả cam với cả sữa tươi. Và mình cũng sẽ làm một cái hỗn hợp đây gọi là tẩy da chết, tẩy tế bào chết mà mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Cái bột này thì mẹ mình làm nên là mình rất là yên tâm. Mua ngoài thì cũng không biết là bột đậu đỏ hay là bột gì, nhưng mà đây là mẹ mình làm. Bây giờ thì chúng ta sẽ thêm một ít sữa chua không đường. Bình thường thì mình sẽ cho thêm mật ong vào, nhưng mà hiện tại mật ong đang bị hết rồi, thành ra là không cho thêm vào được, nên là mình sẽ cho một ít sữa tươi không đường luôn. Nó sẽ giúp cái hỗn hợp mà nó loãng hơn, dễ sử dụng hơn ấy. Nhưng mà các bạn chỉ cần cho một ít là được. Đây là hỗn hợp bột đậu đỏ, sữa chua không đường và sữa tươi không đường. Thì thực sự là bột đậu đỏ say mịn với mình thì nó tẩy da chết rất là thích. Khi mà tẩy xong ấy, nó rất là mượt, kiểu nó không bị khô ấy, mà nó trắng hơn theo thời gian nha. Tại bình thường da của chúng ta sẽ có tế bào chết đấy các bạn. Thành ra là việc của chúng ta tắm tẩy da chết thường xuyên ấy, thì da của chúng ta sẽ mềm mại hơn rất là nhiều. Đó. Còn cái cam với cả sữa tươi ấy, thực ra thì đấy cũng là một cái công thức mà mình nghĩ là lâu đời rồi và cũng rất là nhiều người biết rồi. Nó sẽ giúp da của chúng ta trông có vẻ sáng hơn và hồng hào hơn. Đó. Tẩy da chết ấy, thì mình hay xoa đều, massage khắp cơ thể khoảng 15 phút gì đấy. Còn cái hỗn hợp mà để massage cam với cả sữa tươi ấy, thì chắc khoảng 20 phút, nhiều hơn một chút. Thì nếu như các bạn cảm giác là da của mình sần sùi, xong rồi kiểu thiếu sức sống mà nó không kiểu mịn và căng bóng ấy, căng mịn ấy, thì các bạn có thể thử công thức này của Sun ha. Nhưng mà phải nhớ chăm nha, cái này thì phải mất thời gian một chút. We've been on and off again and again. Lý do vì sao mà Sun muốn các bạn chú trọng hơn vào skincare là nếu như chúng ta có một làn da mà nó mịn màng, đều màu và không có mụn ấy, thì cái việc mà make up nó rất là dễ dàng. Ví dụ như Sun thì chỉ sử dụng một cái cushion cực kỳ mỏng, thì em này là của Shuashu. Trước khi make up thì đừng quên bôi kem chống nắng nhé. Mỗi sáng khi mà chúng ta ra đường đó. Thực ra nếu như các bạn có một đôi mắt to tròn và long lanh ấy, thì thực sự là một điều tuyệt vời, các bạn không cần phải làm gì nhiều ấy. Nhưng mà mắt Sun khá là bé các bạn, nó còn là mắt một mí nữa, thành ra là mình cần hai em này. Thì đây là một cái bảng mắt của Innisfree Mate 20. Và tiếp theo thì Sun sẽ kẻ mắt bằng gel. Bình thường thì có thể là các bạn nên xài những cái bút dạ ấy, thì nó sẽ dễ kẻ hơn. Tuy nhiên thì mình thích cái này tại vì là trông nó rất là tự nhiên khi mà bôi lên. Mọi người hay chú trọng vào việc tìm một cái mascara mà phù hợp ấy, nhưng mà thực ra một cái kẹp mi phù hợp cũng vô cùng quan trọng luôn. Thì cái loại mà Sun đang xài là của Shuemura nhé. Thì các bạn phải đảm bảo là mi của chúng ta cong rồi chúng ta mới sử dụng mascara. Tại vì là nếu như nó không cong ấy mà dùng mascara ấy, thì nó sẽ bị sệ xuống, có nghĩa là nó sẽ không giúp chúng ta cái mắt mở to ra hơn. Thành ra là việc kẹp mi là vô cùng quan trọng nha. Thường thì son mình không bôi một màu, mình sẽ bôi khá là nhiều màu chồng lên nhau. Một màu son ở dưới là màu Blossom Day của Ba Xe.
Tiếp theo thì Trang sẽ bôi thêm một lớp màu son đỏ. Thì đây là một màu son đỏ mà các bạn hỏi mình rất là nhiều trên YouTube của mình. Tuy nhiên thì các bạn nên lấy một ít thôi, tại vì màu đỏ này rất là đậm, nhìn rất là khác so với ban đầu đúng không? Sau khi bôi son, sau khi khẽ mắt xong thì nhìn khác hẳn luôn. Chúng ta sẽ chờ sau khoảng 2-3 phút nữa cho cái tóc này nó xẹp xuống một chút là đã xong make up ngày hôm nay rồi. Thì make up cũng là cách chúng ta sẽ biến đổi lột xác rất là nhiều. Thì Sân nghĩ là các bạn chỉ cần biết make up một chút thôi. Nếu như các bạn chưa từng make up cũng chưa biết lựa chọn thế nào thì các bạn cũng có thể tham khảo cái cách mà Sân vừa làm ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với việc chăm sóc tóc. Thì đương nhiên chúng ta không thể nào phủ nhận được cái tầm quan trọng của mái tóc rồi. Bản thân Sân thì cũng đã thử nghiệm rất là nhiều những cái kiểu tóc khác nhau, uốn rồi nhuộm rồi các thứ. Ở thời điểm hiện tại thì mình để tóc dài tự nhiên, mình không uốn cũng không nhuộm. Làm mượt tóc ấy thực ra nó cũng không phải là khó lắm. Trước hết là chúng ta phải lựa chọn một cái loại dầu gội mà nó phù hợp với cả cái da đầu của chúng ta. Tại vì da đầu thì cũng sẽ có người da đầu dầu, có người da đầu khô. Nhưng mà với bất cứ một loại dầu gội nào ấy thì Sun khuyên mọi người là nên sử dụng cái loại mà không có silicone. Và một điều cũng cực kỳ quan trọng nữa đấy chính là các bạn hãy chọn những cái lược mà nó tốt một chút các bạn ạ. Như cái lược này là nó có đầu tròn này các bạn. Thành ra là nó sẽ đỡ gây tổn hại cho cái da đầu của chúng ta đó. Rất là quan trọng nha. Một tip rất là quan trọng của Sun khi mà chúng ta gội đầu đấy chính là chúng ta hãy chải tóc suôn mượt trước khi chúng ta vào gội. Cái điều này quan trọng cực kỳ nha. Chúng ta chải tóc suôn mượt trước thì nó sẽ khiến cho cái tóc của chúng ta đỡ bị rối và đỡ bị gãy rụng khi mà chúng ta gội đó. Tại vì khi mà nước vào tóc rất là yếu và nếu như mà nó dính vào nhau rối ấy, thì nó rất là dễ dẫn đến gãy rụng. Trường hợp mà các bạn quên chải tóc trước khi vào gội đầu thì một cái tip mà Sun rất hay sử dụng đấy chính là sử dụng dầu xả. Nghĩa là theo thứ tự xả, gội, xả. Đó, nhưng mà cái lượt xả đầu tiên thì chúng ta sẽ chỉ xả qua thôi để coi như là như kiểu tóc đã được mượt hơn, đã được vào nếp hơn đó. Và có một điều cực kỳ quan trọng nữa đấy chính là khi mà chúng ta ra đường đó, ánh nắng mặt trời sẽ rất là dễ để có thể gây tổn hại tóc ấy. Thì nhất định ra đường là phải trùm hết lên nha. Trở thành ninja gì cũng được ấy, nhưng mà trùm hết lên để cho cái tóc của chúng ta là được bảo vệ dưới nắng mặt trời ha. Về vấn đề vệ sinh thì rất là quan trọng, nhưng mà thật sự là nhiều người hay bỏ qua chuyện này. Nó không chỉ là giữ gìn sạch sẽ hàng ngày mà nó còn ảnh hưởng đến cái mùi của chúng ta nữa. Mùi thì nó có thể đến từ nhiều lý do. Có thể là từ miệng, có thể là từ vùng nách, có thể là từ vùng chân. Có nghĩa là những cái vùng mà chúng ta không chăm sóc nó kỹ thì nó sẽ rất là dễ gây mùi. Thành ra là vệ sinh cũng là một điều vô cùng quan trọng. Chúng ta có trông đẹp như thế nào chăng nữa nhưng mà mùi khó chịu thì cũng sẽ không có ai muốn lại gần. Đấy là sự thật. Đặc biệt là khi mà các bạn đi học, các bạn tham gia thể dục mà các bạn có mùi thì thật sự là thì mình sẽ phổ cập luôn kiến thức để chúng ta cùng nhau giữ gìn vệ sinh nhé. Trước hết thì hãy bắt đầu từ trên xuống dưới. Đầu tiên đấy chính là miệng. Miệng chúng ta sẽ phải đánh răng đều đặn ít nhất là một ngày 2 lần, trước khi đi ngủ vào buổi tối và sau khi thức dậy. Nếu như có thể thêm thì sau mỗi bữa ăn 30 phút. Sau mỗi bữa ăn thì chúng ta sẽ sử dụng chỉ nha khoa để có thể làm sạch răng. Trong quá trình mà chúng ta đánh răng thì đừng quên cạo lưỡi và súc miệng nước muối. Tại vì đánh răng thôi thì chưa đủ các bạn. Nhưng mà đương nhiên là vẫn nên đi khám nha khoa theo định kỳ, theo kiểu 6 tháng một lần, để bác sĩ có thể biết được là tình trạng vùng miệng của các bạn ok không. Tại vì nhiều khi nó bị sâu hoặc là thế nào đấy mà chúng ta không thể biết được đó. Đôi khi mùi của chính mình không nhận ra được. Và hãy luôn luôn sẵn ở trong túi của mình ấy, kẹo cao su hoặc là kẹo bạc hà hay là miếng ngậm thơm miệng ấy, để mỗi lần mà chúng ta ăn những món nó hơi nặng mùi hoặc là sau bữa ăn mà chúng ta không thể đánh răng liền ấy, thì chúng ta có thể sử dụng nó như một cái gọi là cứu nguy. Tiếp theo là đến cái cơ thể thì đặc biệt là vùng nách rất là hay có mùi, thì các bạn hãy cố gắng duy trì việc tắm rửa thường xuyên, ít nhất là một ngày tắm một lần. Vào mùa đông lạnh thì đôi khi chúng ta ngại tắm đúng không, nhưng mà chúng ta vẫn có thể lau bằng khăn ấm chẳng hạn, như vậy để cho cơ thể được sạch sẽ. Còn mùa hè đôi khi lại phải tắm một ngày 2 lần là chuyện bình thường nha, nhưng mà nên tắm thường xuyên như vậy thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Đồng thời là ở những cái vùng như vùng nách chẳng hạn thì chúng ta nên sử dụng lăn khử mùi, và tốt nhất là nên lựa chọn những cái loại lăn khử mùi không có mùi, để cái nhiệm vụ chính của nó là khử đi cái mùi hôi. Chứ nhiều những cái loại lăn khử mùi có mùi ấy, nó chỉ dùng cái mùi của nó lấn át lên cái mùi hôi của nách, và nó tạo ra một cái hỗn hợp rất là
rất là khó nói. Và đương nhiên là chúng ta cũng cần phải thay đồ lót hàng ngày nha. Một phần quan trọng nữa nó cũng liên quan đến cái mùi của cơ thể đó. Có thể là chúng ta không cần phải sử dụng những cái loại nước hoa mà vẫn thơm thì nó đến từ những thứ mà chúng ta ăn. Một chút lưu ý trong việc ăn uống để cho cơ thể của chúng ta thơm hơn ý, là chúng ta hãy cố gắng hạn chế những cái món ăn mà nó nặng mùi. Ví dụ như là hạt tiêu, tỏi, hành hay là những món ăn mà cay, nóng, nhiều dầu mỡ. Nó cũng tiết ra những cái mùi ở trên cơ thể của chúng ta. Cái đứa mà rất ít khi ăn cay, ăn hành, ăn tỏi là người nó rất là thơm. Đó. Thì đôi khi không hẳn là chúng ta bỏ hẳn đâu, nhưng mà chúng ta nên hạn chế một chút, ăn nhạt đi một chút và ăn bớt cay, bớt nóng, tóm lại là bớt gia vị một chút thì cơ thể sẽ thơm hơn rất là nhiều. Một cái tip nữa đấy chính là chúng ta phải uống nhiều nước hàng ngày. Đặc biệt là các bạn hãy uống nước dứa, quả dứa ấy, mà ở miền Nam hay gọi là quả thơm. Đúng là nó thơm thật nha, có nghĩa là các bạn uống vào, uống hàng ngày thì cơ thể của bạn rất là thơm. Tuy nhiên một cái lưu ý đấy chính là đối với những bạn bị dạ dày như Săn ấy, thì nên hạn chế, nên uống nó phù hợp ha. Đừng có uống khi mà mới thức dậy hay là bụng rỗng ha. Thì đấy cũng là một cái kinh nghiệm của Săn. Ngoài ra thì cũng có khá là nhiều bạn hỏi Săn về nước hoa dành cho học sinh sinh viên ấy. Thì thực ra Săn nghĩ nếu như mà các bạn đi học hàng ngày đó, đặc biệt là trong thời tiết mùa hè thì cũng không nên xịt nước hoa. Săn thấy là không cần thiết lắm. Mà đôi khi cái mùi thơm đến từ lotion, đến từ cái kem dưỡng cơ thể là đã đủ rồi. Với Săn là như vậy. Còn đối với những cái cuộc hẹn của các bạn thì Săn có thể gợi ý cho các bạn em này. Đây là em Daisy Love của Marc Jacobs. Nó có mùi khá là ngọt ngào và rất là hợp với cả các bạn học sinh sinh viên. Thì đó là một chút lưu ý của Săn về mùi thơm, về mùi hương. Muốn lột xác thì phải lột xác từ trong ra ngoài, từ mùi hương bên trong ra bên ngoài, chứ không thể nào mà, đúng không? Explosions, whatever happened to the picture? The one where you and I were perfect. Like if heaven was a time lapse, play the story where we'd end up. Đây là cái góc của Săn rất là hay ngồi đọc sách, tại vì nó rất là chill. Nhìn lên sẽ thấy bầu trời rất là xanh, rất là đẹp. Và trong cái mùa Back to School này thì Săn cũng sẽ muốn recommend cho các bạn một vài những cuốn sách mà Săn khá là yêu thích trong thời gian gần đây. Đầu tiên là cuốn Đẹp trai không ngại đi Mỹ của Mai Đức Anh, trải nghiệm của một du học sinh trên đất Mỹ. Thì thật ra là mình nghĩ nếu như các bạn đang muốn tìm hiểu về một nơi để đi du học ấy, đặc biệt là du học Mỹ, những câu chuyện hào nhoáng và nhếch nhác, bi phẫn lẫn hài hước hay cười ra nước mắt sẽ được kể lại trong hành trình du học Mỹ mang tên Đẹp trai không ngại đi Mỹ. Trong cuốn sách này thì bản thân tác giả cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái khó khăn cũng như là cái quá trình mà anh ấy ở Mỹ như thế nào đó. Thì Săn nghĩ đây cũng là một cái khá là thú vị để các bạn tham khảo. Cuốn sách tiếp theo mà cũng là cuốn sách mà Săn đọc dạo gần đây, cũng mới mua thôi, đấy chính là Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Cuốn sách này thì không chỉ dành cho các bạn học sinh sinh viên mà nó có thể dành cho mọi lứa tuổi luôn. Tác giả của cuốn sách là Phạm Lữ Ân, nhưng mà một điều đặc biệt thì nó là bút danh chung của một cặp vợ chồng, là của hai người viết cuốn sách này các bạn ạ, là tác giả Đặng Nguyễn Đông Vi và tác giả Phạm Công Luận. Cả hai tác giả cũng đã cho ra mắt rất là nhiều những cuốn sách. Ở trong này thì cũng có những cái chủ đề nó khá là hay, những cái câu chuyện nó ngắn thôi nhưng mà nó đưa đến cho chúng ta khá là nhiều những cái suy nghĩ khác nhau. Ở đây chúng ta có những khoảng trống không phải để lấp đầy. Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong nhiều bạn trẻ, đấy chính là buồn và cô độc. Dường như chưa có ai đi qua thời thiếu niên mà không từng trải qua cảm giác đó. Khi mà các bạn tìm cuốn sách này ở trên mạng ấy, thì Săn nghĩ là có thể nó ra một cái bìa khác, tại vì đây là một cái bìa tái bản, kỷ niệm tái bản lần thứ 20. Tái bản lần thứ 20, các bạn đủ biết là nó được yêu thích như thế nào rồi. Ồ, cuộc đời cũng như hơi thở vậy, ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình, nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu. Và nó là một cuốn sách mà đáng để chúng ta suy ngẫm và đáng để đọc một lần trong đời. Một cuốn sách rất là hay, rất là thích. Và thêm một cuốn sách nữa, nói chung là nhân tiện đây thì chia sẻ với bạn thêm một vài cuốn sách. Tại vì là lâu rồi chúng ta không có video về sách, đúng không nào? Sinh ra để xuất chúng. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian để nghe người ta phán xét và tự nhủ với bản thân rằng chúng ta không đủ tốt, không đủ thông minh, không đủ xinh đẹp, không đủ thành công. Tôi muốn cuốn sách này là dòng nói mạnh mẽ nhắc nhở bạn rằng bạn đã có đủ tất cả mọi thứ. Chỉ bạn thôi là đã đủ rồi. Thì cái này nó cũng rất là giống với cả cái tư duy của Săn. Bởi vì đôi khi chúng ta không nhất thiết phải nghe theo những cái lời phán xét của người khác. Chỉ đơn giản là chúng ta muốn thì chúng ta sẽ làm theo con tim của chúng ta lên tiếng thôi. Và thực sự đây cũng là một cuốn sách Săn thấy khá là thú vị. Có một câu trong cuốn sách này rất là hay, là đôi khi những thứ tổn thương nhất sẽ thúc đẩy bạn tiến xa nhất. Thì vừa rồi mình cũng có chia sẻ ba cuốn sách này
Mình nghĩ là sau khi đọc ba cuốn sách này thì các bạn có thể đưa ra một chút những cái suy nghĩ khác, có thể nhìn cuộc sống bằng một cái ánh mắt khác hơn một chút. Có thể là không phải cả ba cuốn đâu, có thể đọc từ từ nhé, không phải một lần đọc được hết cả ba cuốn, nhưng mà có thể chọn một trong ba cuốn này để đọc và để nạp vào trong mình nhiều năng lượng hơn, nhiều cái sự tự tin cho chính bản thân mình hơn. Tự tin nó không chỉ đơn thuần đến từ vẻ bề ngoài đâu các bạn, không chỉ đơn thuần đến từ skincare, makeup hay là ăn mặc, nó đến từ bên trong chúng ta, đến từ cái tư duy của chúng ta, từ cái suy nghĩ của chúng ta về cái giá trị của chính mình. Thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lột xác một chút, chăm chút cho bản thân mình từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Thì Sang rất là hy vọng các bạn yêu thích video này và rất là mong chúng ta cùng nhau đồng hành trong thời gian tới. Đừng quên nhấn nút đỏ và nút chuông ủng hộ Sang ra nhiều video mới hơn trong thời gian tới nhé. Bye bye. When I call up to say I'm in town, I get an ocean. We both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away for a sign to lead me straight. We walk together.